Bạn đang tìm một chai vàng ý ngon để nhâm nhi, biếu tặng hay dùng trong tiệc cùng. Nhưng vàng ý quá đa dạng, bạn loay hoay chưa biết chọn loại vàng nào. Vậy hãy theo dõi video hướng dẫn chọn vàng ý ngon dưới đây của Thăng Long Plaza. 1. Quan sát màu sắc. Đánh giá màu sắc là bước đầu tiên giúp bạn nhận biết một chai vàng ngon. Rượu vàng trắng càng trẻ, màu vàng càng nhạt và có ánh xanh. Rượu càng già, màu vàng càng đậm, vàng hồng màu phớt nhẹ. Rượu trong, không đục, vàng đỏ màu ruby. Rượu lâu năm sẽ chuyển dần sang màu nâu đỏ. Khi đó, màu rượu càng đậm, càng sánh thì hương vị càng ngon. 2. Đánh giá độ sánh của rượu. Hãy lắc nhẹ ly rượu và quan sát những giọt rượu chảy trên thành ly. Nếu những giọt rượu chảy từ trên thành ly xuống càng chậm, thì rượu đó để lâu năm và có vị càng ngon. 3. Cảm nhận mùi hương. Vàng đỏ ngon, có mùi hương trái cây tự nhiên, thoang thoảng hương gỗ sồi. Các dòng vàng khác có mùi thơm nhẹ, không nồng, không gắt và rất dễ chịu. 4. Nếm thử mùi vị. Rượu vàng ngon thường có vị chua, không quá gắt hoặc ngọt nhẹ, thanh thoát. Dư vị càng dài, chứng tỏ rượu vàng càng ngon. Một chai vàng ý ngon hay không còn phụ thuộc vào cảm nhận và đánh giá của mỗi người. Vậy nên, nếu bạn còn băn khoăn giữa các dòng vàng ý, hãy liên hệ ngay với Thăng Long Plaza, nhà nhập khẩu và phân phối vàng ý chính hãng hàng đầu Việt Nam hiện nay để được tư vấn.